Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi sáng ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế có thang máy và phong cách căn nhà mình thì được thiết kế theo kiểu Roma, rất là đẹp. Và mình cùng nhìn lại cái mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà. Cũng như căn nhà mình thì đa số lan can bên trong căn nhà được làm bằng đồng đúc, rất là đẹp. Và căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 22m. Được thiết kế là một trệt, một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có sân đậu xe hơi riêng, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ giặt và sân thượng trước sau. Cũng như căn nhà mình thì có thêm một cái phòng khách ở phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Thì mình cũng có thể làm phòng khách, phòng sinh hoạt gia đình, phòng karaoke. Rất là tuyệt vời. Và chỉ với giá hơn 11 tỷ là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà có thang máy nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đối diện là Isuzu, Mercedes và mình có một con đường trước nhà là một cái con hẻm một trục. Chỉ cách đường trục chính đường Quang Trung khoảng 40m thôi. Phía bên ngoài căn nhà mình là trục đường chính đường Quang Trung. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng đồng đúc rất là đẹp. Và phía bên trên thì mình có những cái hoa văn trang trí rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong một chút là mình sẽ có một cái khoảng sân khoảng 6m mình để xe hơi. Rất là rộng rãi và thoải mái, cũng như khoảng sân này thì mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Cũng như hai bên khoảng sân thì mình được ốp gạch đá cao lên khoảng 3m. Rất là sạch sẽ. Và khoảng sân này thì anh chị cũng đang để một chiếc xe hơi vào bên trong, rất là rộng rãi. Di chuyển vào bên trong một chút là mình sẽ đến với lại một bộ cửa cuốn phía bên ngoài. Một bộ cửa cuốn được làm theo kiểu hình vòm, rất là đẹp và rất là thoáng. Cũng như kế tiếp là mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sinh pha, kính cường lực 10 ly. Và đây là khu vực không gian phòng khách chi tiết của căn nhà. Một căn nhà có diện tích là ngang 4m2 và độ dài lên đến 22m. Căn nhà mình thì được thiết kế phía sau mình sẽ trừ ra một cái khoảng sân khoảng 1m rưỡi để lấy gió và ánh sáng, cũng như mở cửa sổ ra tất cả phía bên ngoài, tạo không gian thoáng mát cho phòng ngủ phía sau căn nhà cũng như phòng khách, phòng bếp. Thì không gian phòng khách căn nhà mình, sàn nhà mình được lát gạch đá bóng kính 80, hai bên thì mình có những cái bức tranh trang trí và những cái lam được làm bằng kính trang trí rất là đẹp. Và phía bên trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao. Và toàn bộ lan can bên trong căn nhà mình được làm bằng đồng đúc rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng khách chi tiết của căn nhà. Và di chuyển vào bên trong một chút là khu vực cầu thang bộ. Thì phía bên ngoài mình có một cái bình hoa trang trí và những cái kệ để trang trí những cái lọ hoa, những cái vật dụng gia đình mình yêu thích. Tiếp đến là không gian cầu thang bộ thì mình có một cái cầu thang bộ tay vịn cầu thang được làm bằng gỗ đỏ và mặt đá nhập khẩu đá Ấn Độ. Và đối diện cầu thang thì mình có một cái bức tường được ốp đá trang trí và có treo những cái bức ảnh, bức tranh rất là đẹp. Cũng như tiếp đến là mình sẽ đến với lại khu vực cầu thang máy căn nhà. Thì cầu thang máy căn nhà mình được thiết kế từ dưới tầng trệt lên đến sân thượng và không gian mở. Cho nên là không gian tầng nhà cầu thang rất là thoáng và rất là đẹp. Di chuyển lại khu vực phía sau một chút là khu vực nhà vệ sinh. Và phía sau là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Thì toàn bộ tủ bếp, kệ bếp trong căn nhà mình được làm bằng gỗ đỏ rất là đẹp. Và mình có những cái bức tường được ốp gỗ trang trí và những cái
Bức tranh trang trí rất là đẹp, cũng như căn nhà mình thì có bản vẽ thiết kế đầy đủ. Phía sau căn nhà mình là khu vực sân ở phía sau. Mình có một cái khoảng sân khoảng 1,5 m và được thiết kế mình có một cái vách thờ Nam Bộ cũng như một cái bức tranh rất là đẹp và một cái hệ thống giếng trời thông từ trên sân thượng xuống để lấy gió và ánh sáng. Bên trên mình có rất là nhiều cửa sổ để mở ra bên ngoài. Thì cái không gian phòng khách tầng lửng, phòng ngủ căn nhà rất là thoáng. Rồi mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để khách hàng cùng chiêm ngưỡng. Mình tham quan một căn nhà có thang máy nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và chỉ với giá 11 tỷ 700 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đã bao gồm toàn bộ nội thất bên trong, và toàn bộ nội thất bên trong này sẽ được anh chị chủ nhà tặng lại hết cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Cũng như căn nhà này thì đã có sổ hoàn công đầy đủ và khi khách hàng mua căn nhà này thì mình chỉ ra công chứng sang tên là về nhận nhà vào ở ngay. Chỉ với giá hơn 11 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà có thang máy với một cái diện tích cực khủng, ngang 4,2 m và độ dài lên đến 22 m. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem, cũng như để quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà. Ở theo như nhà đất Hoàng Tiến đánh giá thì căn nhà này thì đang có một giá rất là mềm. Một trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà mình được thiết kế có thang máy rất là đẹp. Đây là không gian phòng tầng lửng của căn nhà. Mình sẽ chiếu ra khu vực phía trước thì mình có những cái lan can được làm bằng đồng đúc và mình cũng có cái sảnh. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế giếng trời. Mình sẽ có hai cái giếng trời, một cái khu vực cầu thang và một cái khu vực ở phía sau căn nhà. Rồi mình sẽ chiếu lại khu vực tầng lửng của căn nhà. Thì phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa kính cường lực 10 ly. Bên trong không gian phòng khách tầng lửng thì sàn nhà mình được lót gạch đá giả gỗ. Và không gian tầng lửng căn nhà mình khá là rộng và rất là dài, được anh chị chủ nhà thiết kế rất là đẹp và có cửa sổ để mở ra phía sau. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà. Mình sẽ đến với lại không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Thì mình sẽ nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như căn nhà mình thì nằm sát với lại chợ Hạnh Thông Tây, nhà thờ Hạnh Thông Tây cũng như công viên làng hoa. Rất là thuận tiện để khách hàng có thể vừa mua để ở mở văn phòng công ty, với một cái con đường trước nhà là một con hẻm một trục thuộc đường Quang Trung, một cái con hẻm đẹp nhất của trục đường Quang Trung. Và con hẻm trước căn nhà mình rộng lên đến khoảng 7-8 m và phía bên ngoài thì mình có một cái con đường có cây xanh và mình cũng có thể đậu được rất là nhiều xe gắn máy cũng như xe ô tô. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía trước căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế với 4 phòng ngủ chính thì đã được anh chị chủ nhà full nội thất 4 phòng, full nội thất 2 phòng và còn lại 2 phòng. Thì nếu khách hàng có nhu cầu thì anh chị cũng sẽ làm thêm cho ở gia đình mình. Và mỗi phòng ngủ thì mình đều có một cái nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện và thoải mái. Và toàn bộ nhà vệ sinh căn nhà mình đều có cửa sổ để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng. Cũng như không gian nhà vệ sinh căn nhà mình thì được thiết kế phòng tắm có vách ngăn tắm kính. Đây là khu vực hành lang cầu thang của căn nhà. Và di chuyển lại phòng ngủ số 2 căn nhà mình thì toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được làm bằng gỗ cam xe bản nguyên khối, hoa văn chạm trổ rất là đẹp. Không gian phòng ngủ thì mình được thiết kế full nội thất. Thì bên trong không gian phòng ngủ mình có tủ quần áo, kệ để tivi, bàn trang điểm và cửa sổ lấy gió và ánh sáng, cũng như không gian nhà vệ sinh căn nhà mình được thiết kế có giếng trời rất là thoáng và rất là mát. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế rất là đẹp. Một căn nhà nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Và căn nhà mình thì đang có hướng là hướng đông nam, rất là mát. Và chỉ với giá 11 tỷ 700 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà có thang máy nằm trên trục đường Quang Trung. Căn nhà này thì có bản vẽ, thiết kế cũng như đã hoàn công đầy đủ. Và khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ bản vẽ cũng như giấy tờ anh chị sẽ ra công chứng và bàn giao lại hết cho quý khách hàng chỉ với giá 11 tỷ 700 triệu đồng. Còn thương lượng, đây là không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 căn nhà. Thì phía bên trên này thì anh chị cũng đã đóng cho mình kệ để tivi cũng như tủ quần áo, và chỉ duy nhất thiếu mỗi 2 chiếc giường. Và nếu quý khách hàng có nhu cầu muốn làm thêm 2 chiếc giường bên này trên lầu 2 này thì anh chị cũng sẵn sàng để làm cho quý khách hàng. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Và quý khách hàng đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một căn nhà có thang máy thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem. Cũng như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4m2 và độ dài lên đến 22m. Căn nhà mình được thiết kế ở phía sau mình trừ ra một cái khoảng sân khoảng 1m rưỡi để lấy gió và ánh sáng thông thoáng cho các phòng. Với một cái diện tích căn nhà mình khá là rộng và nằm trên một cái vị trí cực kỳ là đẹp thuộc đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách hàng đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một căn nhà có thang máy nằm trên một vị trí cực kỳ là đẹp thì hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem. Cũng như nhà đất Hoàng Tín thì chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà đất Hoàng Tín thì đang có rất là nhiều sản phẩm với nhiều mệnh giá khác nhau. Đây là khu vực không gian sân thượng căn nhà, phía bên trong mình sẽ có một cái khoảng phòng thờ và bên ngoài mình sẽ có một cái khoảng sân phơi cũng như sân chơi. Toàn bộ lan can bên trong căn nhà mình được làm bằng đồng đúc rất là đẹp, và mình sẽ chiếu sơ qua cái con đường trước nhà để khách hàng cùng tham quan. Phía bên ngoài căn nhà mình là trục đường Quang Trung và mình có con đường, hai bên có hai làn đường và ở giữa thì mình có một cái hàng cây xanh thì rất là thuận tiện để quý khách hàng có thể vừa mua để ở, mở văn phòng công ty. Và chỉ với giá 11 tỷ 700 triệu đồng, còn thương lượng mạnh. Căn nhà mình thì được thiết kế rất là thoáng, giếng trời được thông từ dưới tầng trệt lên phía bên trên này, và không gian cầu thang căn nhà mình thì đều có ánh sáng, và cầu thang máy thì được thiết kế lên đến sân thượng cho nên rất là phù hợp để quý nhà có thể vừa mua để ở, mở văn phòng công ty cũng như di chuyển ở lên xuống rất là thuận tiện. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.